Trấn Thành, tôi muốn làm phim phải có người xem. Trấn Thành nói bản thân là tay ngang nên không ngừng học hỏi, tìm cách kể chuyện bằng điện ảnh để mong tác phẩm có người xem. Mai, phim 18, do Trấn Thành sản xuất, đạo diễn, thu 26 tỷ đồng ngày đầu ra rạp vào mùng 1 Tết, hiện dẫn đầu cuộc đua phòng vé xuân Giáp Thìn. Dịp này, Trấn Thành nói về quan điểm làm nghề cũng như cảm hứng cùng ekip thực hiện những bộ phim chủ đề về mối quan hệ gia đình, đời sống đô thị trước những thách thức về các giá trị sống. Diễn viên cho biết thèm làm được những tác phẩm hay, cân bằng yếu tố nghệ thuật và thị trường. Tự nhận có năng khiếu với phim ảnh, Trấn Thành cho biết sự thành công không ngẫu nhiên đến mà nhờ quá trình tự học, quan sát, trải nghiệm cũng như noi theo những bậc đàn anh trong nghề như đạo diễn Trần Anh Hùng, Bùi Thạc Chuyên. Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 37 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi làm phim điện ảnh Đầu Tay Bố Già, đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng và nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Dịp Tết Quý Mão, anh phát hành Nhà Bà Nữ, tác phẩm đầu tiên tự đạo diễn, đạt doanh thu 458 tỷ đồng, cao nhất mọi thời tại phòng vé trong nước. Hồi tháng 10 năm 2023, anh đóng Bác Ba Phi trong Đất Rừng Phương Nam, đạo diễn Quang Dũng, tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của Đoàn Giỏi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.